Kính chào quý anh chị em đang xem video của em là Tú chuyên về đồng hồ chính hãng. Và hôm nay thì em sẽ làm một chiếc video tổng hợp 3 mẫu đồng hồ thuộc dòng Seamaster Aquatera của Omega. Đây là cả 3 cái mẫu đồng hồ mà bên em mới về. Chúng ta sẽ có đầy đủ những cái phụ kiện đi kèm như ở đây, bao gồm rất nhiều thẻ của 3 cái mẫu đồng này. Em sẽ đọc từng mã để anh em có thể nắm bắt được nhá. 3 tấm thẻ đầu tiên thì sẽ là của chiếc demi vàng này. Thì em này của em thì sẽ có mã là 231-2039-2155003. Và cái tấm thẻ thứ hai là tấm thẻ của chiếc Omega Seamaster Aquatera Day Date. Thì sẽ có mã là 231-5342-220201. Và chiếc thứ ba đó là chiếc lịch Annual Calendar lịch thường liên size 38.5. Thì em này của em sẽ có mã là 231-5339-220201. Và nếu mà anh em search theo ba cái mẫu đồng hồ này, ba cái mã này trên các công cụ tìm kiếm ví dụ như Google thì anh em sẽ thấy được ba cái mẫu đồng hồ này của em sẽ có giá niêm yết của hãng cực kỳ cao. Khi mà chiếc Day Date vàng khối 18K nó sẽ có mức giá lên đến gần 500 triệu. Còn với chiếc lịch thường niên size 38.5 thì nó cũng sẽ có được mức giá đó là lên đến là hơn 400 triệu. Còn với chiếc Demi vàng 18K ở chính giữa này thì nó sẽ có mức giá đó là lên đến là gần 300 triệu. Đó là một mức giá cực kỳ cao. Còn hiện tại em có một mức giá săn sale cực kỳ tốt, đó là cái chiếc Annual Calendar size 38.5 vàng khối 18K. Em có mức giá giao lưu đó là 265 triệu. Còn với chiếc Demi sẽ là 175 triệu. Còn với chiếc Day Date size 41.5 sẽ là 288 triệu. Và bây giờ thì em sẽ cùng cầm để review cho anh em trực tiếp về ba mẫu đồng hồ này. Chúng ta có thể thấy ba mẫu đồng hồ này của em có một điểm chung, đó là cả ba mẫu sẽ thuộc dòng Seamaster Aquatera. Và em này của em khi mà em đang cầm trên tay đây thì sẽ có bộ máy chức năng lịch thường liên. Lịch thường liên là một cái bộ máy có thể cho anh em một cái độ chuẩn xác về cái bộ lịch lên đến 1 năm. Trong 1 năm thì anh em sẽ không cần phải chỉnh lịch tất cả các tháng còn lại. Chúng ta sẽ cần chỉnh lịch một lần duy nhất, đó là vào tháng 2 hàng năm. Và khi mà anh em có thể thấy để góc 3 giờ, chúng ta sẽ có lịch ngày và lịch tháng của chiếc này. Và cái mẫu này của đồng này của em thì sẽ có size là 38.5mm và độ dày nó sẽ khoảng tầm 12mm. Với cái bộ máy lịch thường liên thì nó sẽ dày hơn một chút. Dòng chữ Aqua, dòng chữ Omega dùng cùng với đó sẽ là dòng chữ logo thương hiệu của hãng thì sẽ được Omega họ gắn nổi lên trên phần mặt số. Còn bên dưới thì chúng ta sẽ có dòng chữ Seamaster và chức năng lịch thường liên Annual Calendar. Và bên dưới chủ kim thì chúng ta sẽ có dòng chữ Coaxial Chronometer, độ chống nước sẽ là 150m. Và em này của em thì sẽ được kết hợp giữa mặt màu trắng và thân vỏ vàng khối 18K. Với size 38.5 thì anh em cổ tay tầm khoảng tầm trên 15 và dưới 17.5cm là có thể đeo đồng hồ chiếc ngoài cực kỳ thoải mái. Vì đây là một cái mẫu dành cho anh em có cổ tay vừa và nhỏ. Một chiếc đồng hồ được làm bằng vàng nguyên khối 18K, kể cả phần khóa cũng vậy. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ thấy được bộ máy của chiếc này sử dụng là một bộ máy có tên bộ máy Omega Coaxial 8611. Đây là một bộ máy lịch thường liên và bộ máy này sẽ bao gồm tất cả những cái tinh hoa của Omega rồi. Là một bộ máy in-house. Thì chúng ta sẽ có đó là 39 chân kính, tần số động sẽ là 28.800 và thời gian tích cót sẽ là 60 tiếng tích cót anh em nhé, 60 tiếng tích cót. Và bên tay phải của em thì sẽ có phần lún của chiếc này. Với cái phần lún này thì chúng ta sẽ muốn chỉnh chức năng thì anh em sẽ phải mở lún này để chỉnh chức năng. Thì em sẽ chỉnh qua cho anh em luôn. Đó. Và sau khi mà hết giá hết được cái gen, anh em sẽ cảm giác thấy cái phần lún này nó sẽ đẩy nhẹ một cái. Sau đó chúng ta vặn sẽ lên cót tay. Hiện tại thì bộ máy này của em nó đang hết cót thì em sẽ lên cho vài vòng cót. Đó, anh em có thấy cái bộ máy nó bắt đầu chạy rồi. Và sau khi rút ra một lớp thì sẽ chỉnh lịch của chỗ này. Vặn tiến lên thì sẽ chỉnh lịch ngày. Và vặn ngược lại sẽ chỉnh lịch tháng. Đó, anh em chỉ cần chỉnh một lần duy nhất thôi. Và cứ giữ cho cái bộ máy này nó hoạt động thì cái phần lịch nó sẽ luôn luôn nhảy chuẩn xác trong vòng 1 năm. Và bộ máy này của em thì nó cũng sẽ đạt chuẩn cho Meter, là một cái độ chuẩn chính xác chỉ có 3% bộ máy auto của Thụy Sĩ mới đạt được cái chứng nhận này. Và chúng ta sẽ có cái sai số cộng trừ không quá 4 đến 6 giây một ngày. Trong vòng 1 tháng thì cái bộ máy này của em nó chỉ sai số cho phép là 4 đến 6 giây thôi, là một cái bộ máy cực kỳ chuẩn xác của Omega.
Còn đây phần khóa chỗ này, tất cả những cái bộ máy cũng như mẫu đồng hồ dây sử dụng bộ dây da thì anh em sẽ được trang bị một cái phần khóa được làm bằng vàng đúc 18K và có thiết kế kiểu dạng khóa dấu dây. Chúng ta sẽ thấy được dòng chữ O750 18K cũng như là chuyện đầu chó chơi cân tiểu ly được khắc ở bên trong bên đằng sau cái phần mặt khóa này để chứng minh cho toàn bộ cái phần mặt khóa sẽ được làm bằng vàng khối này, và kể cả phần mặt đáy cũng vậy, anh em đẩy 4 phần càng nhé. Đó sẽ được chuyện O750 18K chuyện đầu chó chơi cân tiểu ly, và số series sẽ khắc ở bên trên cái phần bên tay càng em đang chỉ đây. Em sẽ lên tay thử cho anh em về cái mẫu đồng này. Size 38.5 thì cực kỳ dễ đeo rồi, anh em cổ tay tầm trên 15 và dưới 17.5 là có thể đeo được trước rồi, cực kỳ thoải mái. Nói chung là cái tầm tay như vậy thì gần như là tất cả anh em Việt Nam đều có cổ tay như vậy, và đây là một cái mẫu cực kỳ rất dễ đeo. Cổ tay của em là cổ tay 16.5 và đây lên tay size 38.5. Em sẽ để đây và cùng review cho anh em mẫu thứ hai. Thì chúng ta đi tiếp với cái mẫu mặt số đây đét và sẽ có thân vỏ được làm bằng vàng khối 18K, sẽ có size là 41.5mm. Thì em này của em thì nó sẽ khá là giống với trước kia, nhưng mà về cái bộ máy cũng như về cái chức năng thì nó sẽ khác đi. Đây là một cái bộ máy có chức năng đó là lịch thứ và lịch ngày, tức là lịch đây đét, còn với chiếc này của em thì sẽ lịch thường liên. Đó, chúng ta có thể thấy hai cái mẫu này nó sẽ có cái thiết kế sắp xếp ô lịch nó sẽ khác nhau. Với các mẫu lịch thường liên thì anh em sẽ thấy được ở góc 3 giờ chúng ta sẽ có lịch tháng và lịch ngày. Với lịch day date thì chúng ta sẽ có lịch thứ và lịch ngày ở làm ở góc 12 giờ và góc 6 giờ. Về thiết kế thân vỏ thì nó sẽ y như nhau. Đó. Vì đây là cùng một dòng mà. Chúng ta sẽ có một cái phần màu mặt trắng cực kỳ nổi bật, cũng như đây là một cái phần màu mặt rất dễ phối đồ cho anh em. Và phần mặt trắng này chúng ta sẽ có các đường kẻ sọc để anh em có thể thấy cái phần kẻ sọc này nó rất đẹp. Và cái phần kẻ sọc này là một cái phần mà Omega họ lấy cảm hứng từ các đường vân gỗ tách trên du thuyền, và sau đó họ Omega họ sẽ mô phỏng lại ở trên lên trên cái phần mặt số này. Cọc số cũng như bộ kim thì nó sẽ là một cái cọc số đặc trưng của Omega rồi. Chúng ta sẽ thấy được cọc số kiểu hình tam giác cũng như là bộ kim sẽ được hoàn thiện giữa phay xước và đánh bóng. Bởi vậy anh em nhìn cái phần cọc số của chiếc này cũng như cái phần mặt số nó lấp lánh cực kỳ đẹp khi mà anh em nhìn vào cái phần mặt số. Còn ở bên vòng ngoài cùng thì chúng ta sẽ có các vạch chia phút với 60 phút như ở đây. Đó, và mỗi đầu cọc số thì sẽ có đánh thêm một cái cọc số Arabic để anh em có thể căn chỉnh cũng như là lấy giờ một cách chuẩn xác nhất có thể. Mặt kính sang phiên nguyên khối rồi. Đây là một cái phần mặt kính được Omega họ chế tác cũng như họ chế tác cực kỳ chi tiết và tinh xảo. Anh em có thể thấy mặt kính siêu trong, tại vì cái phần mặt kính này sẽ được phủ hai lớp chống lóa lên trên phần mặt kính. Nó sẽ giúp cho cái khi mà có ánh sáng đi qua thì nó sẽ giảm cường độ sáng của cái lớp vẹt ánh sáng đó, và nó sẽ giúp anh em xem chức năng không hề bị chói mắt. Và khi mà có ánh sáng đi qua thì nó sẽ kết hợp giữa cái cọc số và mặt số, nó sẽ tạo nên cái hiệu ứng rất tuyệt vời. Mặt kính sapphire thì chống suốt tuyệt đối rồi, và mặt kính sapphire sẽ được trang bị ở mặt trước và mặt sau. Mặt đáy sẽ là kiểu mặt kính phẳng, còn mặt trên sẽ là mặt kính cong để tạo cho anh em một cái cảm giác cái phần mặt số này nó có chiều sâu hơn. Bộ dây đi kèm thì anh em sẽ trang bị một cái bộ dây da cá sấu màu nâu đen, và phần mặt dây này anh em sẽ thấy nó cực kỳ đẹp. Khi mà chúng ta nhìn nghiêng nó sẽ hơi chuyển sang màu nâu, còn khi nhìn thẳng nó sẽ ra màu đen. Nâu đen đi với vàng hồng thì gọi là quá tuyệt vời rồi. Đây là hai cái thiết kế kết hợp rất ăn ý với nhau. Khóa thì sẽ là khóa bấm dấu dây, và phần khóa này nó sẽ hơi khoác một chút so với chiếc lịch thường liên khi mà toàn bộ phần mặt khóa này sẽ được hoàn thiện kiểu phay xước. Dòng chữ O750 18K như đây. Và mặt sau đáy này thì anh em sẽ thấy được cái bộ máy có chức năng sử dụng. Đây là một bộ máy có chức năng đó là lịch thứ và lịch ngày, và bộ 3 kim, kim giờ, kim phút, kim giây. Anh em sẽ thấy được trên các mẫu vàng khối 18K thì Omega họ sẽ trang bị cho anh em thêm củ vàng cũng như cầu cân bằng sẽ được làm bằng vàng khối 18K để tăng cái giá trị cũng là tăng làm cái vẻ đẹp trên chiếc ngoài. Tại vì một chiếc đồng hồ vàng khối là một cái chiếc đồng hồ có thể gọi là đỉnh nhất rồi.
Bộ máy này thì anh em sẽ có được 39 chân kính, tần số động sẽ là 25.200 và thời gian tích cót sẽ là 60 tiếng tích cót. Bộ máy này là một bộ máy in-house của Omega nên anh em không phải lăn tăn bất cứ một vấn đề gì cả với cái bộ máy này. Một bộ máy đã bao gồm những cái tinh hoa của Omega, những cái bằng sáng chế từ lúc Omega phát triển đều được quy tụ lên trên cái bộ máy này. Một bộ máy siêu đẹp và cực kỳ ngon nghẻ cho anh em nhé. Bộ máy này sinh ra để cạnh tranh với bộ máy của Rolex nên anh em có thể hiểu là bộ máy này nó mang tầm quan trọng cực kỳ cao với Omega và nó cũng làm nên tên tuổi của thương hiệu Omega này nữa. Bây giờ thì em sẽ lên tay thử cho anh em về cái mẫu đồng này nhé. Anh em có thể thấy size 41.5 và khi mà em đeo lên tay thì nó sẽ to hơn với size 38.5 kia một chút thôi, nhưng mà cổ tay của em vẫn có thể chinh phục được cái mẫu đồng này. Anh em có cổ tay của em tầm 16.5 hoặc nhỏ hơn hoặc to hơn thì có thể xem cổ tay của em để ước lượng với cổ tay của anh em, thì anh em có thể cảm giác được mình có thể đang đeo vừa với cái mẫu size nào. Đó, bây giờ thì em sẽ để đây và cùng trên tay cho anh em mẫu đồng hồ cuối cùng là một cái mẫu đồng hồ có phần mặt số cực kỳ đẹp. Đây là một cái mẫu đồng hồ có thể gọi là một cái mẫu cao cấp nhất, đẹp nhất trên dòng Demi của thương hiệu Omega. Chúng ta có thể thấy em này của em thì vẫn sẽ nằm trong dòng Seamaster Aquatra và vẫn sẽ có một cái thiết kế thân vỏ đặc trưng của dòng sản phẩm này. Và trên cái phần bộ dây thì chúng ta sẽ được trang bị một cái bộ dây thép kết hợp giữa vàng khối 18K. Cái mắt ở giữa cũng như là cái mắt to nhất sẽ được Omega họ làm bằng vàng đặc và sau đó sẽ được đánh bóng, và còn hai cái đường chỉ bên ngoài sẽ được làm bằng thép và phay xước. Kể cả phần thân vỏ cũng vậy, phần thân vỏ cũng sẽ được làm bằng thép này, và phần liềm sẽ được làm bằng vàng khối 18K, phần lún cũng vậy. Về phần mặt số thì anh em sẽ được trang bị một cái phần mặt số được làm bằng mặt khảm trai. Và chúng ta có thể thấy phần mặt khảm trai thì nó là một cái phần mặt đẹp nhất cũng như là đỉnh cao nhất trên các mẫu sản phẩm của Omega. Mặt khảm trai này thì sẽ được Omega họ lựa chọn từ những phần vỏ của con trai ngoài tự nhiên và ở những nơi có điều kiện tốt nhất cũng như là những vùng biển có khí hậu, có môi trường hợp lý nhất, thì sau đó sẽ được Omega họ tuyển chọn và sau đó chế tác lên cái phần mặt số của chúng này. Và mỗi phần mặt của con trai thì nó sẽ có những cái vân khác nhau, bởi vậy anh em có thể so sánh thêm các mẫu mặt ngọc trai khác, mặt khảm trai khác thì đều có vân khác nhau và không chiếc nào giống chiếc nào cả. Anh em sở hữu một chiếc Omega mặt ngọc trai thì có thể tự cho mình đó là một cái phần mặt số limited rồi, tại vì không chiếc nào giống với chiếc nào cả. Chúng ta sẽ được trang bị cọc số kim cương lên trên chiếc đồng này. Cọc số kim cương này cũng là cọc số thiên nhiên và sẽ được Omega họ tuyển chọn từ những viên kim cương đẹp nhất, có độ sáng, độ bắt sáng cực kỳ đẹp cũng như cái độ trong suốt lên trên cái phần cọc kim cương này. Bởi vậy chúng ta nhìn vào cái phần mặt số nó bắt sáng cực kỳ đẹp, và đây là một cái mẫu mà ở cửa hàng em có thể gọi là một cái mẫu bán chạy nhất, cứ phải hết là em lại phải về, tại vì đây là một cái mẫu rất đẹp cũng như là nó sẽ có một mức giá rất hợp lý. Em sẽ bỏ cái khóa này ra để anh em có thể thấy hết được những cái vẻ đẹp ở trên chiếc đồng này. Chúng ta vẫn sẽ có cái phần lúm vặn cổ trai và độ chống nước sẽ là 150m. Anh em rửa tay đi mưa nhẹ nhàng cực kỳ thoải mái. Còn với cái mẫu sử dụng bộ dây kim loại như vậy thì anh em sử dụng nước sẽ dễ dàng hơn so với bộ dây da. Dây da thì nó kỹ nước hơn so với dây thép, thì khi mà anh em sử dụng dây thép thì chúng ta sử dụng nước nó dễ nó sẽ thoải mái hơn. Bộ dây kiểu mắt to rất đẹp và bộ khóa sẽ là bộ khóa bấm đôi. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ thấy được cái bộ máy của chiếc này sử dụng. Bộ máy có tên là bộ máy Omega Coaxial 8500. Máy quay của em nó đang không bắt led vào được cái phần mặt bộ máy của chiếc này. Thì em sẽ nói qua một chút thì cái bộ máy này anh em sẽ có đó là 39 chân kính, tần số động sẽ là 25.200 và thời gian tích cót của bộ máy này sẽ là 60 tiếng tích cót. Bộ máy này thì sẽ có thêm đó là độ chống từ lên đến 15.000 nhau. Anh em nhìn trên phần mặt số chúng ta sẽ thấy dòng chữ Master Coaxial là một cái
Phan Binh độc quyền đã được cấp bằng sáng chế của Omega, thì chúng ta có thể thấy cả ba cái mẫu đồng này đều có dòng chữ coaxial, tức là bộ thoát đồng trục. Còn với cái bộ máy này của em thì nó lại có bộ thoát đồng trục đỉnh cao hơn nữa cơ. Thì với cái dòng chữ master coaxial này, anh em sẽ có dòng có độ chống từ lên đến 15 mm. Ví dụ như những cái bộ máy khác thì anh em sử dụng nếu mà để gần loa đài TV hay những nơi có nam châm thì bộ máy nó rất dễ bị nhiễm từ. Còn với mẫu đồng này của em thì nó chống từ rất là cao rồi, anh em sử dụng rất thoải mái với cái mẫu đồng này. Thì bây giờ em sẽ lên tay thử cho anh em nhé. Cổ tay của em là cổ tay 16 đây. Đó, lên tay dây thép cũng rất đẹp, cũng rất vừa tay luôn. Mặt ngọc trai thì có thể gọi là một cái phần mặt đỉnh cao nhất rồi. Và em sẽ cầm cả ba mẫu này lên để anh em có thể lựa chọn cho mình được mẫu đồng hồ ưng ý nhất. Anh em đang thích một mẫu thể hiện sự đẳng cấp thì chúng ta có thể lựa chọn sang cái mẫu vàng khối 18K. Còn anh em thích một chiếc đồng hồ nó ít vàng hơn, hay chúng ta thích cái mặt ngọc trai, thì anh em sẽ có thể lựa chọn sang cái mẫu phiên bản Demi này. Và bây giờ thì em xin báo giá lại cho em về ba mẫu sản phẩm này. Chiếc đầu tiên đó là chiếc mặt ngọc trai thân thép Demi thì sẽ có giá là 175 triệu. Chiếc thứ hai cũng là chiếc ở giữa thì sẽ có giá là 265 triệu lịch thường liên. Và chiếc thứ ba là chiếc size 41.5 mm có chức năng day date, tức là lịch thứ và lịch ngày, thì em có giao lưu đó là 288 triệu. Và cả ba mẫu đồng này của em thì em đang sẵn tại shop ở Hà Nội, em cũng có shop trong thành phố Hồ Chí Minh, anh em có thể qua giao dịch trực tiếp cũng như là xem hàng trực tiếp tại shop em. Còn anh em ở tỉnh thành khác ngoài Hà Nội không thể qua được shop thì em có ship tận nơi cho anh em, tức là anh em có thể cọc cho một chút thiện chí, sau đó trực tiếp đích thân em sẽ cầm cầm mẫu đồng hồ này lên để anh em có thể ướm thử lên tay và giao lưu. Số điện thoại của em có để dưới góc màn hình 0366621996, và số điện thoại này em có để cả Facebook cả Zalo, anh em có thể kết nối với em qua bất cứ kênh nào cũng được. Ngoài bán thì em có nhận giao lưu được tất cả các mẫu đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng, anh em có nhu cầu thì cứ gửi hình ảnh qua cho em sẽ định giá cũng như là sẽ giao lưu với anh em một cách nhanh chóng nhất. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em xin kết thúc video đây. Xin chào và gặp lại anh em.